Cuộc đời vẫn đẹp sau, Bình mang bầu, Luyến hóa giải hiểu lầm với Lưu. Kể từ cái tối hôm đó, hôm bậc cả xóm xồm vào để mai mối Bình cho Lưu, thì chỉ đúng vài tuần sau, Bình đã bắt đầu đổ bệnh. Triệu chứng thường ngồi ăn xoài, chua, khen ngon, rồi thỉnh thoảng còn ho khan, nôn ọe. Rồi cũng từ tối hôm đó, Luyến chả thèm tiếp chuyện Lưu, đi qua chỉ mỉa mai cà khịa vài câu cho bỏ tức, khiến Lưu cũng chả hiểu nổi. Rồi căn bệnh của Bình ngày càng trầm trọng. Ngồi bán hoa quả mà Luyến cứ thấy Bình nôn ọe suốt, Luyến còn phải chạy qua hỏi rồi khuyên Bình đi bệnh viện lao phổi trung ương xem thế nào. Và rồi theo xì xào bắt mạch của bà Lục, bà đã tiên đoán là Bình đã bị nghén. Bình hốt hoảng chạy về, lật đật bịt khẩu trang hai lớp, rồi lén lút vào hiệu thuốc mua quai quýt thử thai. Về nhà Bình uống thật nhiều nước rồi chờ đợi đi tè. Ôi trời, đúng là quai quýt đã lên hai vạch rồi. Bình hốt hoảng lo sợ. Rồi đoạn Bình chạy sang kéo Điền vào phòng khóc bù lu bù loa, giờ em phải làm sao đây. Cả hai đều lo sợ. Rồi từ đó người ta thấy Điền thường lén lút ghé phòng Bình, rồi lúc thì mua xoài, lúc thì mua cóc dầm về cho Bình ăn. Và rồi cái miệng của bà Lục cũng đã lu loa ra cả phường. Rồi cái tin Bình mang bầu cũng đã đi khắp phố phường. Luyến khi nghe tin thì lòng lại đau nhói, rõ ràng là vô liêm sỉ, đúng là đời đếch tin được bố con thằng nào. Vừa tỏ tình với Bình xong lại còn đè hôn hít, rồi tối lại chạy sang ngủ với con Bình. Đúng là cái loại đàn ông chẳng khác nào là gà trống cả. Luyến càng nghĩ càng hậm hực trong người. Và rồi cái tin Bình mang bầu con của Lưu lại xì xào cả xóm, ai gặp Lưu cũng chúc mừng này nọ, khiến Lưu nát càng thêm bức xúc. Luyến Luyến cũng cười khẩy rồi chúc mừng thằng Thạch nay đã có thêm em, thế mới đau. Về gặp Điền, Lưu bắt đầu tra hỏi. Điền đành gãi gãi cái tai bảo em lỡ trót dại, giờ phải làm sao đây anh ơi. Lưu càng tức tối ném đồ ném bát, đúng là đời thằng này chẳng biết kiếp trước làm gì có tội với mày mà kiếp này toàn đi đổ vỏ, có tiếng mà đếch có miếng. Mày trộm vàng thì tao lại bị con Luyến Luyến sang bắt vạ, giờ mày chơi con Bình thì lại mang tiếng là con của tao để con Luyến Luyến nó cười trên mặt, nhục ấy là nhục. Rồi cũng đến lúc không thể giấu mãi được, Bình và Điền đành phải công bố với cả xóm chợ lại đã yêu nhau. Lúc này thì Luyến mới vừa lẽ ra vội lật đật chạy đến xin lỗi anh Lưu là bấy lâu nay mình đã hiểu lầm. Lúc này Lưu lại dỗi không thèm tiếp chuyện nữa, khiến cho Luyến lại phải cong nít chạy theo làm lành.